Cái này cây trung nu nha các bạn. Cái lá trung. Cái này cái phơm tạng nó già khủng khiếp luôn. Cái này mình gửi luôn cái chậu nha. Cái chậu này không có hợp với nó lắm. Cái chậu này hơi to. Chậu này tại nhà mình có chậu nào mình trồng cho nó. Chậu trồng chậu nhỏ hơn tí xíu nữa nhìn nó mới đẹp. Hoặc là trồng cái chậu vuông nó mới đẹp. Phơm này nó trồng cái chậu tròn không đẹp lắm. Trồng cái chậu mà hình chữ nhật dài, dài theo cái chậu nè. Hay không gửi chậu đi các bạn ơi. Cái này không gửi chậu đi cho nó dễ nhổ ra rồi mình đóng cái thùng xốp nó gọn, cái chậu này nó cũng nặng. Vì thà nó ăn ngút. Nó ăn cũng hết rễ trong chậu rồi. Cứ ngắt á. Nhổ không lên luôn. Phơm tàn nó già dữ lắm. Sẹo nó liền hết luôn rồi. Sẹo ngọn thì liền, nó còn số sẹo mới mình cạp mình bỏ nó rồi. Già. Cây già trung nu. Cây này nó cây này ế cũng chắc cũng này à. Hồi xưa chốt bán lại bán cái này lâu rồi, hồi xưa bị bơm hàng. Bị bơm hàng 2 lần 3 lần. Cái này đúng là nó bị mất viên. Chốt đặt hàng rồi. Đa phần của mình là ship code nhiều, mấy cây khoảng triệu 2 triệu đó, đa phần của mình ship code rồi mình không có đặt cọc nữa bạn. Bên kênh của mình đa phần mình thấy cây khoảng 5 7 triệu rồi kìa, mình nhiều khi mình sợ quá mình mới đặt cọc. Đặt hoài xì để làm niềm tin thôi. Xì. Còn như mấy cây khoảng 1 triệu 2 triệu đó lại đa phần mình ship code không luôn á. Phải nhiều khi lâu lâu, nói chung lâu lâu mới bị bơm hàng các bạn ơi. Nhiều khi người ta mua lúc người ta mua rồi, nhiều khi tới chừng người ta tới chừng cái ngày đó nhiều khi xỉn sai ăn nhậu hết tiền hay đi massage xú gái gú. Hết tiền không chừng nữa. Chứ nhiều khi người ta cũng không cố tình. Lâu mới gặp thôi các bạn. Chứ mình không phải gặp thường xuyên chắc chết. Cái này cây trung nu nha các bạn. Hồi xưa mình bán cái cây kia cho hai vợ chồng kia ở Sài Gòn kia mới mắc cười, mình kể cho các bạn nghe. Mình gửi lên cái mình điện vô cái bà vợ bắt điện thoại lên. Anh đừng có điện cho chồng tôi nữa. Chồng tôi hết tiền rồi. Trời ơi, mình bán cây mà bà điện thoại vô bà nói vậy đó. Bà nói là đừng có điện cho chồng tôi nữa. Chồng tôi hết tiền rồi. Nghe mắc cười cũng chết. Hết tiền thôi chứ biết làm gì giờ bạn, lấy cái lộn của bà. Mình cũng đâu nói gì đâu. Trung nu nha. Để mình đo cái hoành thứ này. Để mình đo cái hoành cái. Thì lâu lâu cái chuyện vui nha trời, nó chuyện thiệt nha các bạn. Chuyện của mình đó nha, chứ không phải chuyện của người ta đâu, mình xạo đâu. Cái cục ở dưới thì được 17. Cái thân này thì được 14. Chiều cao nó được 30. Bàn ngang nó 44. Cái này không gửi chậu nữa bạn. Chậu này coi chứ nó cũng không hạt nữa. Cái này nó già lắm nha. Cái này nói chung là chỉ chơi thôi. Mình cắt nè. Mấy phơm tàn mình thúc vô nhìn nó cũng dài lắm. Cái này bán. Nói chung hồi xưa bán. Tại nói chung nó cũng mất duyên. Mình bán lại lấy xác này. Bán gì đam mê thôi. Trung nu nha bạn. Tại hôm nay hai bữa là mình không có đăng lại một số cây nhà bán cho bạn. Rồi cho anh em coi chơi vị trí cũng được.